Ok anh em ơi, bây giờ tôi đang trên đường để đi lấy con kỳ đà vừa mới được cho, có một bạn ở trên Hà Nội cho và bây giờ tôi đang phải lên Hà Nội để đi lấy kỳ đà. Ngày đó đi làm về muộn quá nên là 10 giờ mới nó mới về đến nhà. Nên là mãi bây giờ tôi mới đi lấy được. Ra Hà Nội từ đầu chiều còn đưa vợ con đi có việc các kiểu. Bây giờ đi lấy kỳ đà đấy nhá. Kỳ đà hoa size tầm 8x. Nói chung là cũng đẹp, nó cũng không phải là xuất sắc lắm nhưng mà được tặng thì ok thôi. Lấy về nuôi thôi. Và con này nghe nó bảo là bị sứt móm các thứ cũng ghê lắm, bởi vì là nó nhồng ấy, nó kiểu nó sợ người, nhưng mà nó thằng này lại hơn thì nó nuôi trùng sắt nữa, thế là nó rung nhiều quá để sứt hết móm. Bây giờ tôi phải về mang lên lấy nó về, xong rồi cất nó vào cái chuồng gỗ mà tôi đang nuôi. Em nuôi con rồng úc đi thì để con rồng úc sang cái chuồng khác bé hơn. Ok bây giờ đi đã nhá. Đây rồi. Chắc cũng tầm 8x nhỉ. Ngon đấy. Đâu anh lấy hộp của anh. Có cắn không? Nó đang khoảng khe bắt được, bắt đi. Đây, cho vào đây. Em sợ không vừa. Không, vừa, con này thì cho vào đây vừa. Hộp bé hơn còn vừa mà. Đấy, mấy bắt này cho vào đi, anh đầy nắp luôn. Nó đớp đấy. Không đớp. Nó đớp đấy. Và không đớp. Kiểu nó đang ấy anh, nó đang nhồng ấy. Kiểu nó đang nằm ở trong cái bể nước của nó. Mày sao không đấy, che đầu cho mày. Nhưng mà con không có nhét được cái vào không? Nhét được à? Ở rúc nhiều quá rồi, sứt hết mồm này. Nó nhồng quá. Lần nhỉ. Rồi, bỏ cứ lại. Cứ cho cả rẻ vào nhá anh. Cái này khăn lau của bố anh ấy, lau xe ấy. Từ vướng nào. Đây được rồi. Từ rồi. Kêu từ kia kìa. Ok, cảm ơn nhá. Anh về nhá. Ok anh về đây. Rồi ok anh em ơi, vừa mới được cho con kỳ đà này. Nhổng quá sức hết mũi mẹ rồi. Kỳ đà hoa nha. Con này chắc bằng size con kỳ đà Agus nhà mình về cho một làm bạn. Bây giờ mang con kỳ đà hoa này về cất nó vào trong chuồng đó. Con này chắc là nó hoảng quá, nó sợ quá rồi. Nên là nó rút sức hết mõm rồi. Chắc là phải dưỡng khá là lâu đấy, nó mới đẹp lại được. Ok, bây giờ mình đi đã. Mỏ quá rồi. Rồi, hello anh em, tôi vừa về nhà rồi và đi lấy con kỳ đà này. Và bây giờ là 12 giờ, vừa nãy về nhà khoảng tầm 11 giờ hơn gì đấy. Nhưng mà dọn dẹp các thứ rồi cho mèo, cho chuột ăn các thứ cũng hết mẹ mất gần tiếng. Bây giờ mới phải cất con kỳ đà lên vào chuồng của nó. Và bây giờ thì thứ là tôi hết chuồng rồi, còn một cái chuồng dài nữa. Thì đang để luôn BD thì tôi sẽ cho con BD ra cái chuồng bé hơn và để con kỳ đà vào trong chuồng đấy. Bây giờ lên phải dọn cái chuồng để cho con BD vào đã, xong rồi mới cho con kỳ đà vào đã. Ok bây giờ lên để dọn chuồng nhá. Đó và như anh em đã biết thì đây là chuồng kỳ đà. Chuồng này dài 1m2, cao 40 và rộng 40. Thì đây cũng là một chuồng 1m2 nhưng cao 40, rộng 40 nữa, nhưng đang để con rồng úp. Thì bây giờ tôi sẽ cho con kỳ đà hoa đấy vào cái chuồng này. Con rồng úp này tôi sẽ cho lên cái chuồng này. Chuồng này là cao 60, rộng 40, dài 40. Dài 60, cao 40, dài 60, cao 60, rộng 40. Con nào con xuống. Mẹ em phá hoại này, xuống. Ok, bây giờ tôi sẽ chuẩn dọn cái chuồng này đã. Chuồng này hôm trước đang để con rắn thì cho nên là trong này rất là nhiều dớn. Tôi sẽ dọn cái chuồng này và cho cái vỏ gỗ thông vào chuồng này. Đây, để vào vỏ gỗ thông này. Dọn hết dớn đi nha. Lót này nó không thích hợp dành cho cái con BD lây lọc. Nên tôi sẽ giải lớp gỗ thông vào. Đây là đất nước này, đấy, rồng úp này, rồng dâu,
nghe nó có vẻ nó enjoy cái chuồng này hơn là chuồng kia. Rồi, và bây giờ cái chuồng này là sẽ thuộc về con kỳ đà hoa. Rồi, bây giờ cái chuồng này sẽ thuộc về con kỳ đà hoa. Đây thì con kỳ đà nó dùng được khúc lúa này để nó ôm, đúng rồi. Trong chuồng kỳ đà các bạn nên có một cái khúc lúa to để cho con kỳ đà nó ôm, để nó nằm sưởi ấm lên ở đấy. Thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái trong đấy. Bình thường ấy thì như thế, mình nuôi kỳ đà thì mình luôn luôn lót đất, nhưng mà mình không kiếm được đất và mình không có đất, cho nên mình sẽ giải thêm gỗ thông. Trong này có sẵn gỗ thông rồi, mình sẽ giải thêm một lớp nữa để cho nó dày lên. Sau đó khoảng tầm vài ngày nữa mình mua được đất thì mình sẽ đổ vào và trộn. Mình sẽ bỏ cái vỏ thông ra và trộn đất chi bát là đất thường, xong rồi giải thêm một lớp vỏ thông ở trên. Thì nó sẽ rất là thích hợp để cho kỳ đà, để cho kỳ đà nó đào rồi rất kiểu. Nói chung là mình cũng hơi cực đoan trong vụ lắp chuồng. Anh em nào chơi cùng mình lâu cũng biết nuôi kỳ đà các thứ mình luôn luôn có một quy tắc như thế. Lót dày dày lên tí nha. Hết cho mẹ lót chuồng nào rồi. Sắp hết mẹ cả bộ có thông rồi. Đây rồi, cho nó cái chậu nước này. Đổ hết mẹ hôm kia này để cho nó tạm cái chậu nước này. Cũng gọi là đủ tạm đủ to để cho kỳ đà nó chui này, để nó nằm nó ngâm nước. Đó, bây giờ tiếp là chính hôm nay chúng ta sẽ xuất hiện. Đó là con kỳ đà hoa. Rồi, con này có vẻ đang hơi nhồng, hơi dữ. Xem tôi sẽ cẩn thận một chút. Đó. Đây các bạn nhìn thấy con kỳ đà hoa. Ui dồi, nó sợ còn nó đái mẹ ra đây luôn rồi. Đây là kỳ đà hoa. Một là kỳ đà khá là to lớn, mắc size 2 mét mấy rồi chả nhớ nữa, to lắm. Một trong hai loại kỳ đà của Việt Nam. Cái này đang bị sợ quá nên giúp hỏng hết mồm này, cho nên tôi sẽ phải dưỡng lại một khẩu thân. Này đây, nó size này rất khoảng tầm 1.9 x rồi. Về con kỳ đà này người đã dài. Để mình so sánh một con này nha. Đây hai kỳ đà. Một con kỳ đà hoa và con kỳ đà agut. Con kỳ đà hoa này to hơn tí cho kỳ đà hoa là 9 x, agut này 8 x này. Ngoan. Ai là gì mày đâu? Thôi, đấy, agut và hoa, hai con kỳ đà. Bây giờ tôi đã có hai con kỳ đà rồi. Các bạn có thể nhìn thấy khác biệt rõ rệt này. Với là nhìn hình thể trông hơi giống nhau một tí, nhưng mà nó vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Kiểu là nhìn qua thì mình có thể nhầm lẫn hơn. Nhìn qua thì chắc chắn đây là kỳ đà. Cho nên những con kỳ đà nó sẽ có một số điểm giống nhau về hình thể các thứ, nhưng mà nhìn kỹ thì về cấu trúc xương và đầu rồi hoa văn các thứ đều thì nó khác nhau rất là nhiều. Rất này nha. Đó, và cho kỳ đà hoa vào đây. Nó vào máy ấm của nó. Rồi. Rồi, vừa xong thì mình đã vừa được tặng con kỳ đà hoa bởi bạn đấy cũng tên là Duy, mình không nhớ là cái gì Duy, xem lại Ngô Khương Duy. Cảm ơn Duy rất là nhiều đã tặng anh con kỳ đà hoa này, mặc dù hơi lộn tí nhưng mà không sao, mình vẫn rất là trân trọng. Mình sẽ cố dưỡng nó trở nên hiền hơn và lành lặn, nhưng mà đẹp đẽ hơn. Kỳ đà hoa này sau này bác sai là to ngang và xấu, to lắm. Không phải to ngang và xấu mà là cái người nó to ngang, nó rất là to luôn ấy, rất là khủng bố luôn. Tôi nhìn thấy những thằng Tây nó ôm kỳ đà mấy chục cân các thứ rồi, nhìn mà người nó to gần bằng người mình luôn ấy, to vãi cả đái luôn. Rồi bây giờ tôi để tạm kỳ đà đây cho nó thoải mái đi tí đã, xong rồi khả năng là khoảng tầm một vài hôm nữa tôi sẽ nói chi tiết về con kỳ đà hoa dành cho những bạn nào chưa biết nha. Tôi sẽ giới thiệu con kỳ đà hoa để dành cho những bạn chưa biết. Ok. Rồi đây là chuồng của con BD này. BD đã thuộc vào chuồng mới, có vẻ là khá enjoy ở trong này. Đó, đây là chuồng của con kỳ đà agut. Cái chuồng này rất là quen thuộc với các bạn đúng không? Rất là quen thuộc luôn. Con kỳ đà đang khó chịu bởi vì là nó không được ân sủng, sủng ái như là ngày trước, mà nó phải chia cái sự đấy với một con kỳ đà khác. Đó là con kỳ đà hoa này. Đang tìm mò mẫm cái gì đây? Kỳ đà hoa này. Đó, chuồng kỳ đà hoa. 3 days later. Đây là con kỳ đà hoa, đây là con kỳ đà hoa hôm trước tôi được cho này. Và bây giờ tôi sẽ thử cho nó ăn rát xem. Nhưng mà con kỳ đà này nó khá là nhát. Khi có mặt tôi đây thì khả năng nó không ăn. Này sau khoảng tầm 4 5 hôm thì đấy nó đã lành bớt vết thương ở mồm rồi. Nhưng mà nó đang rất là nhát. Nó nhìn thấy mồi nó không ăn và nó đang cố gắng tự vệ khỏi tôi.
Đó. Đây là ở cái level thấp nhất có thể. Phải thật kiên nhẫn thì mới có thể cho bọn này ăn được. À đau quá, nó quật trúng đuôi, trúng tay tôi rồi. Tại vì do có mặt tôi ở đây, con kỳ đà đang sợ nó không dám ăn. Thì khi mà nếu mà con kỳ đà mới về mà nó nhát đến như thế này, các bạn có thể cho nó ăn và đi ra chỗ khác. Đó. Nhưng mà con này hôm trước tôi đã cho ăn thử một con chuột bạch và tôi đi chỗ khác thì nó cũng ăn rồi. Và cũng không bị nhát quá. Rồi vừa nói xong. Thế hôm nay tôi sẽ cố gắng thử cho nó ăn trong lúc mà tôi đang có mặt ở đây để cho nó tin tưởng mình hơn. Cùng luyện cho nó nào. Rất là sợ, kiểu như là nó đang chú ý đến mình hơn là chú ý đến con chuột đấy, mặc dù nó rất là muốn ăn. Các bạn có thể nhìn thấy là nó không nhìn thấy con chuột, nó rất là muốn ăn. Đà nó đang sợ mình như thế này, các bạn có phải từ từ xử lý dần dần. Đấy, nó đang quật đuôi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nó rất là sợ mình. Thử cho con chim cút xem nào. Đấy, vết thương ở mồm nó, các bạn nhìn thấy đây. Nó đang lành dần rồi. Đang dùng máy điện thoại để quay cho chất lượng hơi thấp một tí. Ăn đi, ăn đi. Đó, rất là khó chịu của mình luôn đấy. Đây tôi đã lấy máy quay lên rồi. Và bây giờ tôi sẽ bỏ hết mấy cái chướng ngại vật này ra để có thể dễ dàng quay được cái lúc mà nó săn mồi và nó không có tôi ở đấy. Đó. Nó đang rất là khó chịu này. Mượn tí. Nè. Quá à. Bỏ hết ra rồi. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy con kỳ đà này. Và con chuột này. Đấy, con chuột nó đang chạy. Nó không biết chạy được nào. Vì nó đang rất là sợ hãi. Khi nhìn thấy con thú săn mồi to đùng. Úi. Đâm luôn rồi. Nó nhìn mình với một ánh mắt rất là khó chịu. Ôi, nó hất con chim cút đi nào đâu. Đây, con kỳ đà đã ăn rồi các bạn này. Con kỳ đà đang ở cái mức level rất là thấp luôn trong việc làm quen người. Có mình ở đấy nó không thèm ăn luôn. Kiểu nó rất là quan tâm đến mình ấy. Nó đang rất là chú ý đến mình. Nó sợ mình làm gì nó nhưng nó không dám ăn. Nó không có mình ở đây nhưng nó đã ăn bình thường. Con này vẫn phải trên rất là nhiều. Nó mới đến được cái level của con kỳ đà của tôi đang nuôi hiện tại. Con Agus ấy. Nhưng mà được cái là con này thì tôi cảm thấy có vẻ nó không cắn, nó chỉ dọa nó quật đuôi thôi. Thế này là vẫn còn có thể trên được. Còn cái bọn mà mẹ sờ vào nó cắn thì mẹ sợ lắm. Tôi không dám nghịch của bọn đấy luôn. Đấy, còn con này còn nhàn chán. Nó đang ở cái mức mà nó nhìn thấy mình là nó không muốn ăn, là nó không dám ăn, nó sợ mình. Cho nên dần dần hết cái mức này, chúng ta sẽ phải dần dần cho nó đến cái level là nó nhìn thấy mình và nó ăn. Và nó sẽ như nào nhỉ? Mình gắp và nhử cho nó ăn. Và sau đó nó ăn được như thế rồi thì chúng ta sẽ gắp nhử cho nó bò lên người mình, cho nó bò lên chân hoặc bò lên tay mình, nó ăn trên tay hoặc ăn trên chân. Để nuôi nó khá là tin tưởng mình rồi. Rồi sau đấy có thể train thoải mái, tập luyện các kiểu. Bây giờ chúng ta phải từ từ con kỳ đà này. Con nuôi kỳ đà là cái công trình rất là vĩ đại, rất là kỳ công. Nhưng các bạn đừng có nóng nảy, đừng có lo lắng quá, đừng có gấp gáp quá. Bởi vì nó phải dần dần nó mới quen mình được. Chứ các bạn bảo em muốn thuần kỳ đà trong vòng thời gian ngắn nhất có thể, các thứ kiểu là không có chuyện đó đâu. Tùy từng con các bạn nha. Con kỳ đà tấn công con chim lần nữa rồi. Con thứ hai. Con kỳ đà tấn công được con chuột rồi. Úi. Đây tôi sẽ mở cửa để cho các bạn nhìn ra rõ. Ui, tôi đang thử vút ve nó để cho nó bình tĩnh lại, nhưng mà không ngờ con này nó cảnh giác cao quá. Vẫn đang rất là cảnh giác với tôi. Các bạn đừng
nhìn nó cột đuôi là không ý nghĩa đâu, nhưng mà cái da, cái đuôi của nó rất là khỏe, cái cơ rất là khỏe luôn, cho nên là mà cái da nó rất là dày, là mỗi lần mà nó quất vào người thì cực kỳ đau luôn đấy các bạn ạ. Kỳ đà các có các vũ khí là quất đuôi này với cả cắn rồi nó còn xoay còn quại nữa cơ. Ui, thôi anh ơi, anh quất đuôi ra thế mà một đống chút vỏ gỗ thông nó bay ra ngoài em lại phải nhặt vào, vừa phải đấy chứ. Thôi ai gì mày đâu, đúng vỏ gỗ thông bay ra ngoài. Đây tôi sẽ lấy mang một cái bóng đẹp nữa xuống đây để cho các bạn nhìn cho rõ cho nó sáng sủa. Đó, sáng sủa nhá. Mặc dù tôi vẫn sủa. Rất là khó chịu rồi. Nó rất là ngại tôi nên là nó không muốn ăn. Ăn đi. Bình thường nhá, khi con kỳ đà nó săn mồi nó ăn được con chuột như thế này. Và con chuột này bị cắn này vẫn còn sống thì nó sẽ quăng quật đầu, dùng đầu nó để quăng quật linh tinh cả lên để con chuột nó bị đập linh tinh rồi nó sẽ chết, sau đó nó sẽ nuốt chửng luôn. Đây bây giờ khi mà nó cắn rồi thì tôi sẽ ngồi ở đây và nhìn nó ăn, thì nó nhìn thấy mình trong lúc nó ăn như thế thì mình sẽ kiểu như lúc đầu nó sẽ rất là sợ mình, nó sẽ không ăn, nhưng mà đợi một lúc nó sẽ ăn thôi và dần dần nó sẽ tin tưởng mình hơn, nó sẽ quen mình hơn. Đối với những con bé thì các bạn không cần phải lo lắng quá về vấn đề thuần, đến tầm size tầm 6x gì đấy thì bọn nó sẽ có thể gọi là dần dần nó sẽ đầm tính hơn, nó sẽ quen mình hơn và nó không chạy nữa. Tầm này thuần nó bắt đầu, tuần này con này tầm 8-9x hay 8x cũng hơi muộn nhưng mà cũng không sao. Ăn đi nào. Cái con này hình thể khá là đẹp, không lỗi gì, chỉ mỗi tội là mẹ nó sợ quá là nó giúp chuột nó tông mỏ. Chính ra con này nó cũng khá là đẹp. Tôi thì không để ý cái hoa văn trên người cho lắm, nhiều người thì hay để ý hoa văn trên người. Đối với người đấy thì con này hoa văn thì không có gì đẹp lắm, nhưng mà về hình thể con này thì đối với tôi thì khá là đẹp, không lỗi lầm gì. Chỉ mỗi tội là chủ cũ nuôi ở trong cái chuồng, cái lồng chim ấy, cho nên là nó hay rúc rúc vào nên là nó xước hết mồm, xước hết móng. Nhưng mà đối với tôi thì đấy không phải là lỗi lầm gì to tát lắm, bởi vì một thời gian sau nó sẽ hết thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là từ lúc nó cắn con chuột mà là lúc tôi bắt đầu quay vào đến bây giờ là gần 12 phút rồi mà nó cũng chỉ như này thôi. Nó đang rất là sợ mình luôn đấy, nó rất là đề phòng mình. Sợ thật. Thế là các bạn cần phải cực kỳ kiên nhẫn nha. Trong lúc chờ đợi con dở hơi kia thì tôi sẽ cho các bạn xem con kỳ đà tôi nuôi hơn nửa năm nay, từ size 6X. Nó sẽ phản ứng như nào với cả mồi. Đây là con vịt con đông lạnh mà tôi vừa giã đông xong. Đấy, nó phải như vậy các bạn ạ. Nó rất là điên luôn đấy, nó rất là điên mồi luôn đấy. Đây, cho các bạn xem cận cảnh. Nốt này ở đây là nốt từ đầu này. Con kỳ đá rất là khôn. Đấy. Đây là kỳ đá rớt nha các bạn nha. Nó đang lấy tay để có thể gảy cái chân con kỳ đà vào ấy. À, nó lấy tay gảy chân con vịt vào này. Nhưng mà tay nó với tới. Đấy. Bình thường nó sẽ mài mài đấy, là nó mài này. Để cho mấy cái phần lồi ra vào đúng vị trí. Nó lấy tay để gảy. Nhìn ghét nó chịu được. Đó, đã nuốt xong. Rất là nhanh gọn nhẹ. Thế khoảng tầm 1 phút 30 giây. Ok, thôi, cứ đi nhá. Đối với những con như này thì tôi cho đây là vẫn còn đói này, nhưng mà các bạn nuôi kỳ đà thì không nên cho nó ăn no hẳn, như thế nó rất là béo và không tốt cho sức khỏe nó, và nó gặp mồi sau này nó cũng sẽ không vồ vập, nó không kiểu buồn ăn ấy. Các bạn nên cho nó ăn cách ngày và lâu lâu tí và luôn luôn trong tình trạng đói. Các bạn đừng nghĩ là nó đói nó sẽ tấn công mình. Nó tấn công mình chỉ bởi vì nó sợ thôi, còn đói thì nó sẽ tấn công thức ăn, những gì mà nó có thể ăn được. Nhưng nó sao ăn được mình, nó cũng không tấn công mình đâu. Không phải lo về vấn đề đấy nhá. Đó, đây là chuồng Agus này, và bên này là chuồng con kỳ đá kia. Nó vẫn đang nhìn này, nó vẫn chưa ăn này. Con chuột chết mẹ rồi mà nó vẫn chưa ăn này. Nó vẫn đang nhìn mình. Thì tôi có khách cơ mà, nên là phải đóng tạm cửa này rồi xem là lúc nào con chuột, con kỳ đà nó ăn con chuột này. Nó nhả ra luôn rồi. Ăn đi, xin lỗi mà. Thôi, đi.
Ôi, đã ăn xong rồi, tôi vừa xuống nhà có việc một lúc là ăn, không biết ăn xong từ lúc nào. Mình thấy khá là nhiều bạn đang hóng con cá sấu này. Và hóng cảnh cho cá sấu ăn, cho nên là mình sẽ... Đang tấn công mình này. Nên mình sẽ bó đút cho các bạn thêm cảnh con cá sấu này ăn nhá. Ngày trước khi mới về con cá sấu này cũng không ăn có mặt mình, và bây giờ nó đã như thế này rồi. Đấy, đấy, đấy. Rồi dần dần cái gì nó cũng vào khuôn khổ hết các bạn. Đấy, nó đang đòi mồi này. Rất là nhanh còn nhẹ đúng không? Đó, và đến lúc phải thay nước rồi cá sấu rồi, mai thay, bây giờ tối lắm rồi. Tôi đã phải dùng thêm cả đèn để mà hỗ trợ cho việc quay phim cho các bạn xem hành hình cảnh con cá sấu, các bạn đủ biết là trời là tối như nào. Đây, dùng thêm đèn này, đây là cá sấu của chúng ta đây. Con này cũng tầm 8x rồi, chứng tỏ nhà tôi kỳ đà và cá sấu toàn là 8x. Tầm 80cm đến 89cm các bạn. Trời là tối như này rồi các bạn. Đó. Đây, cá sấu đây, đang ăn con vịt con này. Cá sấu này tôi cũng cho ăn khoảng tầm 5 ngày một lần, vì nó là giống ăn thịt mà nó không cần tự ăn, nó cũng không cần ăn liên tục quá nhiều, và như này chúng ta sẽ dễ thuần con cá sấu hơn. Đó, ok. Thế là thử gãy xem nó ăn đi. Đấy, ăn nốt này. Đấy, lúc đầu con cá sấu này nó cũng không ăn khi mà có mặt tôi ở đây. Tôi phải vứt thức ăn vào rồi trốn đi một lúc thì nó mới ăn cơ. Bây giờ thì nó đã rất là hào ăn rồi, quen với sự hiện diện của mình hơn, mặc dù là bây giờ thôi thò tay vào nó vẫn cắn như thường. Và cá sấu loài bọn rất là khó thuần luôn đấy. Cho nên tôi thấy có một con cá sấu của một anh ở trong Sài Gòn ăn chơi thoải mái mà không cần phải khóa mồm các thứ, cho trẻ con chơi thoải mái rất là sướng. Không biết con này có được lật lên lover đấy không? Đó.